6 năm. Hệ thống phần mềm quản lý bán hàng 365 có hỗ trợ cái tính năng rất là mạnh cho việc giúp chủ cửa hàng quản lý nhà hàng rất là chặt. Ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều cái mô hình phần mềm quản lý nhà hàng. Tuy nhiên thì các cái mô hình đó từ ngày xưa đến giờ thì họ phát triển trên cái môi trường nó khá là cũ. Đâm ra là nó không thể giúp được cho chủ cửa hàng quản lý chặt chẽ cái cửa hàng của mình và biến cái nhà hàng của mình thành một cái mô hình nhà hàng thông minh. Đối với cái phần mềm quản lý nhà hàng 365 thì sẽ biến nhà hàng thành một cái giải pháp nhà hàng thông minh, tự động hóa toàn bộ cái quy trình giữa nhân viên order, nhân viên thu ngân và báo bếp chế biến. Cái quy trình tự động nó theo cái mô thức đó là trước đây nhân viên order đi đến từng bàn order thì họ sẽ ghi ra giấy, sau đó thì họ sẽ lại đi bộ chuyển về cho chỗ thu ngân, sau đó thì họ lại từ thu ngân lại viết thêm một cái ticket để ghi cho bếp là bếp làm món này cho bà này đi. Thì đối với giải pháp quản lý nhà hàng thông minh sẽ tiết kiệm được nhân lực tối đa trong cái quy trình này. Nhân viên order khi đó chỉ cần cầm một cái thiết bị cầm tay, ví dụ như là một cái iPad hoặc là một cái thiết bị tab của Samsung hay là bất cứ một cái thiết bị cầm tay nào đó của Trung Quốc, chi phí cũng rất là rẻ thôi. Thì nhân viên sẽ đến bàn và phần mềm 365 sẽ cung cấp cho nhân viên đó một cái giao diện để order món khách gọi. Thì sau khi nhân viên order xong thì hệ thống sẽ tự động gửi về cho bên thu ngân là khách này ngồi bàn này ăn món gì. Và khi đó hệ thống cũng đồng thời in ra các cái máy in trong bếp báo chế biến khác nhau, là bếp sẽ nhận được một cái ticket in tự động là chế biến món này cho bà này đi. Thì như vậy thì cái quy trình này nó sẽ tiết kiệm được nhân lực và tăng cái hiệu suất bán hàng khi đông khách. Bình thường một cái mô hình nhà hàng mà có khoảng 5-60 bàn, việc quản lý nhân viên rất là phức tạp. Khi mà áp dụng cái mô hình này thì nhà hàng tăng cái hiệu suất bán hàng lên rất là cao trong cái khi áp dụng mô hình của mình. Cái ưu điểm của phần mềm quản lý nhà hàng 365 đó là phần mềm 365 không cần cài đặt. Nghĩa là chủ nhà hàng sẽ nắm bắt kiểm soát tình hình kinh doanh của nhà hàng rất là tiện. Chủ nhà hàng đi đâu thì cũng có thể biết được là bàn nào có bao nhiêu khách ngồi, đang ăn món gì và biết được là nhân viên order đã gọi món gì cho bàn nào. Họ sẽ kiểm soát được cái doanh thu ngày, kiểm soát được báo cáo cuối ngày, báo cáo hàng hóa bán ra ngay cả khi họ không có ở trong nhà hàng. Thì trên thị trường bây giờ cũng có một số cái phần mềm được thiết kế theo dạng này, nhưng họ không phải là phần mềm điện toán đám mây, nghĩa là họ vẫn bị phụ thuộc vào thiết bị. Nhà hàng muốn triển khai thì phải cài đặt, tức là phải mua một cái máy chủ, chi phí rất là đắt tiền. Cái máy chủ đặt ở trong nhà hàng thì nó không ổn định, nên cái việc gián đoạn kinh doanh nó thường xuyên xảy ra. Cái thứ hai là cái máy tính mà đặt ở trong nhà hàng nó rất là hay bị nhiễm virus hay là gì đó. Thì những cái phần mềm cài đặt đó được cài đặt trên máy của khách hàng nó rất là hay hư hỏng. Mà nhà hàng mà trong thời điểm đông khách mà nó bị trục trặc thì sự cố nó xảy ra thì sẽ rất là khổ. Bởi vậy nên phần mềm quản lý nhà hàng 365 nó khác biệt hoàn toàn. Đây là phần mềm được viết trên cái nền tảng giải pháp cực kỳ mới, đó là giải pháp điện toán đám mây. Không cần cài đặt trên bất cứ một máy nào. Và bất cứ một máy tính nào hỏng thì có thể sử dụng một cái thiết bị khác để truy cập vào. Nó hỗ trợ chủ nhà hàng có thể truy cập vào ở bất cứ thiết bị nào, từ iPhone, từ Android, từ Samsung, từ máy điện thoại Trung Quốc hay tất cả mọi thứ thì mình đều có thể truy cập được vào phần mềm để quản lý hoặc là để bán hàng. Phần mềm được thiết kế theo một cái phong cách rất là chuyên nghiệp và tinh tế, tức là từng tính năng đều được trau chuốt cho nhà hàng sử dụng. Thì để sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng 365 thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản của phần mềm bằng cách là vào trang chủ bán hàng 365.com. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào dùng thử miễn phí. Hệ thống sẽ cần các bạn khai báo cái thông tin của nhà hàng. Ví dụ ở đây mình sẽ lập một cái là nhà hàng Lẩu Nấm 695. Khi mà chúng ta khai báo tên nhà hàng xong thì hệ thống sẽ tự động cung cấp một cái đường link để cho chủ cửa hàng, chủ nhà hàng có thể truy cập vào. Ví dụ đây, phần mềm sẽ tự động gợi ý một đường link, đó là nhà hàng Lẩu Nấm 695.bánhàng365.com. Chúng ta chọn tỉnh thành. Chúng ta gõ số điện thoại của chủ cửa hàng vào. Số điện thoại này rất là quan trọng, các bạn nên nhập vào, bởi vì sau này bộ phận kỹ thuật sẽ chăm sóc khách hàng thông qua số điện thoại này.
chúng ta gõ tài khoản, mà tức là đối với phần mềm 365 sẽ có hệ thống phân quyền rất là chặt. Mỗi một nhân viên hay mỗi một quản lý sẽ đều có một tài khoản để đăng nhập vào phần mềm. Thì trong giai đoạn mà chúng ta tạo cái phần mềm này thì chúng ta sẽ gõ cái tài khoản của người quản trị, tức là chủ cửa hàng vào. Ví dụ như chúng ta có thể là admin, hoặc là chúng ta để luôn số điện thoại của chủ cửa hàng. Ví dụ ở đây chúng ta để luôn số điện thoại là 1900 558816, và chúng ta gõ mật khẩu. Mật khẩu thì ban đầu chúng ta đăng ký chúng ta có thể để là 123456, sau này chúng ta có thể đổi sau. Chúng ta gõ cái chuỗi số xác thực 3912. Mỗi một lượt đăng ký thì cái mã số xác thực này nó sẽ khác. Và có một điểm rất là quan trọng nữa là các bạn sẽ bấm vào góc phải trên cùng này, các bạn nhập số chứng minh thư của mình vào, tức là của nhân viên kinh doanh, để sau này phần mềm sẽ thống kê doanh thu cho các bạn. Sau đó các bạn bấm vào đăng ký thôi. Việc tạo một phần mềm cho một nhà hàng rất là dễ dàng. Sau khi chúng ta bấm đăng ký xong thì hệ thống sẽ thông báo là phần mềm đã được khởi tạo thành công, với cái thông tin là chúng ta có thể đăng nhập vào phần mềm thông qua nhà hàng lẩu nấm 1695.bánhàng365.com. Tên đăng nhập là 1900558816. Mật khẩu là 12456. Nghĩa là sau này ở trên bất cứ thiết bị nào, các bạn chỉ cần mở trình duyệt lên và các bạn, ví dụ vào bằng điện thoại, các bạn chỉ cần gõ, giống như là vào Facebook ấy, các bạn chỉ cần gõ lẩu nấm 153, nhà hàng lẩu nấm 695.bánhàng365.com, sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào là chúng ta có thể vào theo dõi được tình hình của nhà hàng. Sau đó chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta sẽ sử dụng thông tin đăng nhập, đó là cái tên đăng nhập vừa rồi chúng ta tạo 1900558816, mật khẩu 123456. Khi lần đầu tiên đăng ký phần mềm thì phần mềm sẽ hỏi, phần mềm đây là một cái bước khá là quan trọng. Khi mà cái lĩnh vực mà khách hàng của chúng ta hoặc là chủ nhà hàng, thì chúng ta nên nhớ là phần mềm sẽ hỏi là chọn lĩnh vực kinh doanh. Thì đối với mảng nhà hàng, cà phê, karaoke, spa thì chúng ta sẽ lựa chọn cái là nhà hàng, cà phê. Ở đây thì hệ thống lần đầu sử dụng phần mềm, hệ thống cũng có thể là khởi tạo sẵn dữ liệu mẫu. Dữ liệu mẫu tức là để cho chúng ta có cái góc nhìn tốt nhất về phần mềm. Sau này khi chúng ta sử dụng thật thì chúng ta hoàn toàn có thể xóa dữ liệu mẫu đó đi. Ở đây chúng ta sẽ thử tạo dữ liệu mẫu cho ngành cà phê nhà hàng. Sau khi chúng ta bấm đồng ý xong thì hệ thống sẽ khởi tạo dữ liệu mẫu. Thì đây là cái màn hình tổng quan. Đây là cái màn hình tổng quan của phần mềm. Màn hình tổng quan này giúp chủ nhà hàng bao quát tình hình hoạt động của nhà hàng rất là nhanh nhạy. Ví dụ như trên màn hình tổng quan sẽ hiển thị luôn là trong ngày hôm nay chúng ta đã bán được bao nhiêu đơn hàng. Thì các bạn có thể để ý thấy là chúng ta có số 1 ở phần đơn hàng, tức là chúng ta bán được 1 đơn hàng. Doanh thu đến thời điểm này của chúng ta là 1.455.000, không có hóa đơn trả hàng nào cả, và không có bàn nào đang được sử dụng. Phần này rất là tiện lợi, là chủ nhà hàng sau này chỉ cần có thể vào bằng điện thoại, sau đó bấm vào cái chữ đang sử dụng 0/25 này, tức là không có bàn nào được sử dụng trên 25 bàn. Chúng ta có thể bấm vào đây là chúng ta có thể bao quát được ngay, đó là tình trạng sử dụng phòng bàn. Ở đây chút nữa chúng ta sẽ thử sử dụng phòng bàn và chúng ta quay lại thì hệ thống sẽ cho chủ nhà hàng biết là bàn nào đang được ngồi. Trạng thái đang ngồi thì nó sẽ tô màu đỏ lên và sẽ có thông tin hóa đơn của bàn đó. Và cái này được đồng bộ tức thời với cả cái màn hình của thu ngân, nghĩa là chủ nhà hàng sẽ không bao giờ sợ mất mát. Họ kiểm soát rất là tốt cái nhân viên, những cái nhân viên trong nhà hàng của mình. Không cần ở nhà hàng mà có thông tin nắm còn chắc như ở trực tiếp đứng ở nhà hàng. Cái biểu đồ thống kê doanh thu trong 7 ngày trước, biểu đồ thống kê doanh thu trong 7 ngày trước hoặc là trong tháng trước, hoặc là trong tháng này, hoặc là trong hôm nay. Cái biểu đồ này giúp chủ nhà hàng so sánh được cái doanh thu giữa các ngày để nắm bắt được tình hình kinh doanh của mình. Hệ thống sẽ, nếu mà nhà hàng đó có nhiều chi nhánh thì các bạn có thể để ý thấy là trên cái biểu đồ này có mỗi cột đều có hai màu xanh, thì nó tương ứng với nhà hàng đang có hai cơ sở. Ví dụ như các nhà hàng trong thời điểm hiện tại thì đa phần là họ sẽ phát triển thêm rất là nhiều cơ sở mới nếu như một cái cơ sở kia hoạt động ổn định. Thì nhìn vào đây thì chủ nhà hàng có thể so sánh tình hình kinh doanh giữa các cơ sở của mình. Ví dụ như cái chi nhánh 2 thì chúng ta có thể xem tắt cái chi nhánh 2 đi, thì hệ thống sẽ thống kê, sẽ đưa ra cái biểu đồ của từng chi nhánh cho mình rất là chi tiết. Biểu đồ này nhìn rất là đơn giản nhưng mà gần như là chủ nhà hàng nào họ cũng quan tâm. Họ khi họ xem trong một tháng thì họ nhìn thấy ngay ngày nào là ngày mình bán mạnh, chi nhánh nào là chi nhánh có tạo doanh thu tốt.
Tương tự như vậy thì chủ nhà hàng nhìn ở góc bên dưới này, chủ nhà hàng cũng có thể bao quát được ngay là những cái món ăn mà mình bán chạy, món ăn bán chạy trong 7 ngày, trong ngày hôm nay hoặc trong tháng. Cái mô tả này, tức là một cái điểm nhấn này, cũng giúp chủ nhà hàng có thể chuẩn bị trước cho mình những cái kế hoạch. Ví dụ món ăn nào bán chạy thì chúng ta có thể nhập thêm cái nguồn nguyên liệu về cho nó chính xác, hoặc là để có những cái chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Và mạnh hơn thế nữa thì phần mềm 365 cung cấp cho chủ nhà hàng một cái lịch sử hoạt động gần đây. Nghĩa là khi một bàn nào được ngồi, được thanh toán thì hệ thống sẽ lập tức thông báo lên đây, lên cái màn hình tổng quan này cho chủ nhà hàng biết được là nhân viên nào vừa bán đơn hàng nào, giá trị bao nhiêu. Và ngay khi kể cả chủ nhà hàng muốn xem chi tiết thì có thể bấm vào cái đơn hàng đấy thì hệ thống cũng sẽ lọc ra luôn. Hệ thống cũng sẽ lọc ra luôn là cái đơn hàng đó do ai bán, bán thời điểm nào, bán những món nào, chi phí chi tiết từng loại bao nhiêu. Phần mềm của chúng ta rất là chi tiết. Những cái phần mềm cài đặt khác trên thị trường không bao giờ có được những cái tính năng bao quát một cách tổng quan như thế này. Họ chỉ thiết kế theo một cách rời rạc, còn đối với phần mềm 365 thì tất cả mọi luồng dữ liệu đều được chứng minh. Đó là về mặt màn hình tổng quan. Trên màn hình tổng quan cũng cho phép chủ nhà hàng có thể ghi lại những cái lịch đặt phòng. Ví dụ khách gọi điện đến đặt bàn hay là đặt phòng thì chúng ta có thể bấm vào cái lịch đặt phòng bàn này để tạo ra một cái lịch đặt, để tạo ra một cái lịch đặt phòng bàn, ghi lại thông tin để chúng ta có thể chăm sóc khách hàng và chuẩn bị cái việc tiếp khách nó tốt hơn. Trên màn hình tổng quan cũng có cho chủ nhà hàng biết được là doanh thu ngày hôm nay của chúng ta là 1.455.000, thì thực thu của chúng ta là bao nhiêu tiền. Ví dụ như hôm nay thì thực thu không có, tức là tiền doanh thu này nó sẽ đẩy hết vào công nợ, giúp chủ cửa hàng nắm bắt được luôn là kể cả hôm nay là thu được bao nhiêu, khách nợ bao nhiêu, là phần mềm sẽ cho thông tin chủ nhà hàng ngay lập tức. Đó là về mặt màn hình tổng quan. Còn cái tính năng cơ bản của phần mềm quản lý nhà hàng 365 như sau. Phần mềm sẽ được chia thành các hệ thống menu. Cái hệ thống tính năng là tính năng tổng quan này, tính năng quản lý hàng hóa này. Tính năng quản lý hàng hóa này giúp cho chủ nhà hàng khi mà thiết lập phần mềm ấy, sẽ khai báo các cái món ăn của mình vào và khai báo các cái nguyên vật liệu của mình vào. Trong này, đối với trong menu quản lý hàng hóa thì chúng ta có danh sách hàng hóa là để chúng ta khai báo các món ăn này. Chúng ta có thiết lập bảng giá. Thiết lập bảng giá là để giúp cho chủ nhà hàng có thể tạo ra các cái bảng giá đặc biệt. Ví dụ bảng giá cho ngày cuối tuần, bảng giá cho một dịp lễ nào đó. Thì phần mềm của chúng ta cung cấp cho khách hàng có thể thiết lập ra nhiều loại bảng giá khác nhau và áp dụng cho những cái thời điểm khác nhau. Tính năng kiểm kê thì giúp cho chủ nhà hàng có thể đưa vào những cái tồn kho ban đầu của nguyên vật liệu trong nhà hàng. Tồn kho ban đầu ví dụ như là chúng ta có thể đưa vào là bia còn bao nhiêu chai, hay là những cái đồ khô còn bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phiếu kiểm kê. Tính năng in mã vạch thì nhà hàng sẽ không sử dụng. Tính năng quản lý sản xuất thì nhà hàng cũng sẽ không sử dụng. Tính năng hủy hàng thì nhà hàng lại thường xuyên sử dụng. Ví dụ như là trong nhà hàng họ có bán bia, nhưng mà chai bia đó trong quá trình mà di chuyển nó bị rơi vỡ thì như vậy thì chúng ta không bán được hàng, trong khi tồn kho của bia thì giảm xuống. Thì tính năng hủy hàng này giúp cho chủ nhà hàng có thể tạo ra một cái phiếu là phiếu hủy hàng, hủy đi chai bia đó, thì tồn kho của chai bia sẽ được giảm đi trong phần mềm. Về cái menu nhà hàng thì chúng ta sẽ có là màn hình bán hàng dành cho thu ngân này, màn hình khách gọi món dành cho nhân viên order, tức là nhân viên order sẽ truy cập vào cái màn hình khách gọi món này để đi đến từng bàn nào order. Các bạn lưu ý là tùy từng mô hình nhà hàng, có những nhà hàng mô hình nhỏ thì chúng ta sẽ không sử dụng mô hình nhà hàng thông minh, mà chúng ta chỉ sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng bình thường thôi, tức là họ sẽ không dùng màn hình khách gọi món nữa, mà họ vẫn hoạt động theo mô hình cũ, tức là nhân viên vẫn đi hỏi xem khách ăn gì, sau đó về báo thu ngân. Thì khi đó thu ngân sẽ nhập vào phần mềm, đó là nhân viên này vừa gọi cái món này cho bàn này. Thì tức là họ vẫn, phần mềm 365 của mình mặc dù là phần mềm quản lý nhà hàng thông minh, nhưng đối với những nhà hàng nhỏ họ không áp dụng, thì chúng ta vẫn là phần mềm quản lý nhà hàng bình thường, và chúng ta có những cái tính năng rất là nổi bật hơn những cái phần mềm khác nữa. Cái menu phòng bàn này giúp chúng ta khai báo ra danh mục phòng bàn trong nhà hàng của chúng ta. Ví dụ như nhà hàng của chúng ta có 20 bàn thì chúng ta sẽ vào cái menu phòng bàn này để chúng ta thêm các bàn mới hoặc đổi tên các bàn cho phù hợp với nhà hàng của mình. Cái menu giao dịch trong này nó có rất là nhiều cái tính năng. Giao dịch là
Cái menu đầu tiên là danh sách đơn hàng, là giúp cho chủ nhà hàng có thể tra cứu lại những cái hóa đơn đã bán, tra cứu lại thông tin hóa đơn bán nhân viên nào bán cho ai, giá trị bao nhiêu, có nợ hay không. Và chúng ta sẽ vào đây để tra cứu lại lịch sử các cái đơn hàng đã bán, là chúng ta thường xuyên dùng tính năng này. Tính năng trả hàng ở đây nhà hàng rất là ít khi dùng, nên chúng ta cũng sẽ không có trao đổi ở trong cái mô hình nhà hàng này. Nhập hàng tức là khi mà nhà hàng đi vào hoạt động thì họ sẽ nhập nguyên vật liệu này, nhập bia, nhập các thứ vào trong cửa hàng, thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng nhập hàng này để thêm các cái phiếu nhập hàng mà khi chúng ta đi mua về. Thì khi chúng ta nhập hàng thì hệ thống sẽ tăng tồn kho của những mặt hàng trong phần mềm lên. Chúng ta nếu mà làm đầy đủ các thông tin nhập hàng này thì sau này chủ nhà hàng có thể bao quát được các cái thông tin về lãi lỗ. Ví dụ như bán một món được lời bao nhiêu, lợi nhuận của tháng này được bao nhiêu. Thì nếu mà chúng ta khai báo đầy đủ thông tin nhập hàng này vào thì phần mềm sẽ cho chủ nhà hàng một cái góc nhìn lãi lỗ rất là chi tiết. Trả hàng nhà cung cấp thì đối với nhà hàng thì họ cũng không dùng tính năng này nhiều. Tính năng chuyển hàng nội bộ. Chuyển hàng nội bộ này đối với nhà hàng họ vẫn dùng khi mà họ có 2-3 cơ sở. Ví dụ như họ có một cơ sở ở 695 Hoàng Hoa Thám, một cái cơ sở ở số 1 Tràng Tiền đi. Thì họ sẽ nhập hàng về một cơ sở và sau đó họ nhờ nhân viên là chuyển một số lượng bia nào đó đến cơ sở thứ hai. Thì khi đó thì mình sẽ gọi nó là tính năng chuyển hàng nội bộ. Tức là họ di chuyển hàng hóa giữa các cái cơ sở của mình với nhau. Nó không ảnh hưởng đến doanh thu mà nó chỉ là luân chuyển kho thôi. Sổ tay bán hàng nhanh này các nhà hàng sử dụng rất là nhiều. Sổ tay bán hàng nhanh này giúp chủ nhà hàng có thể định nghĩa ra các cái combo, các cái combo, hoặc là mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Chúng ta có thể tạo ra một cái set, ví dụ một cái những cái nhà hàng bây giờ họ hay có hình thức là bán theo một cái set ấy. Ví dụ như chúng ta bình thường chúng ta sẽ ăn phở này, ăn quẩy này, rồi ăn thêm trứng gà này, thì họ sẽ tạo ra một cái set là set phở đặc biệt. Set phở đặc biệt thì cứ họ định nghĩa ra cái set phở đặc biệt này sẽ bao gồm là một tô phở này, một tô phở 35.000, một quả trứng và hai cái quẩy. Thì khi họ chọn cái set này thì thay vì nhân viên thu ngân sau này sẽ phải chọn từng món, để chọn phở này, lại chọn quẩy này, xong lại chọn trứng, xong khách kia vào lại cũng phải chọn phở, thì họ chỉ cần chọn một lần thôi là chọn cái sổ tay bán hàng nhanh này thì tự động sẽ đưa vào trong đơn hàng 3-4 cái món đó luôn. Phần quản lý đối tác thì giúp chủ nhà hàng có thể quản lý được thông tin khách hàng. Quản lý thông tin khách hàng, ví dụ là những cái khách nào ăn ở cửa hàng của mình nhiều, tổng doanh thu ăn trong một tháng là bao nhiêu, để mình có những cái chính sách chăm sóc khách hàng. Thậm chí là phần mềm sẽ cung cấp luôn là cái tính năng là chúng ta có thể gửi tin nhắn SMS đến cho khách hàng. Gửi tin SMS nghĩa là đối với những cái khách mà có tần suất ăn ở nhà hàng của mình cao thì mình có thể cho họ một cái nhóm VIP. Cho họ vào một cái nhóm VIP và chúng ta có chính sách giá riêng cho nhóm VIP. Ví dụ giảm giá 5% cho nhóm VIP, giảm giá 10% cho nhóm VIP hay là nhóm khách thường. Thì chúng ta cũng có thể gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc là gửi tin nhắn là trong tháng tới thì chúng ta sẽ có một cái đợt giảm giá 10% vào ngày này. Thì hệ thống sẽ gửi SMS đến toàn bộ những cái khách hàng mà họ lựa chọn gửi. Tính năng quản lý thu chi là dành cho thu ngân trong nhà hàng. Quản lý được những cái khoản thu, khoản chi phụ. Ví dụ khoản chi tiền ăn uống cho nhân viên, khoản chi tiền lương, tiền điện nước gì đó, thì bên kế toán của nhà hàng họ sẽ nhập những cái thông tin đó vào đây. Thì khi mà chúng ta nhập đầy đủ thông tin thì đến cuối tháng chủ cửa hàng chỉ cần mở cái báo cáo kết quả kinh doanh ra và chủ nhà hàng có thể biết ngay là đến bây giờ tôi lợi nhuận bao nhiêu, tôi còn bao nhiêu tiền mặt, tất cả mọi thứ, tiền mặt chuyển khoản hay thứ tiền trong tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu, tiền mặt còn bao nhiêu, khách nợ bao nhiêu, là chúng ta biết hết thông qua phần quản lý thu chi này. Hệ thống báo cáo của phần mềm quản lý nhà hàng 365 rất là mạnh. Chúng ta phần mềm 365 cung cấp cho chủ nhà hàng rất là nhiều góc nhìn về báo cáo bán hàng này, tức là hệ thống sẽ thống kê toàn bộ những cái thông tin về mặt doanh thu, nhân viên nào bán, hoặc là báo cáo tổng kết ca quầy. Trong cái báo cáo bán hàng này lại cũng có rất là nhiều cái mối quan tâm khác nữa, thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái sau. Báo cáo trả hàng, báo cáo kho hàng, tức là chúng ta có thể thống kê xuất nhập tồn của kho. Báo cáo nhập hàng, tức là chúng ta thống kê lại là trong tháng này, trong khoảng thời gian chúng ta nhập hàng từ nhà cung cấp nào, mua hàng từ chỗ nào, giá bao nhiêu. Báo cáo công nợ thì cho chúng ta một cái sổ nợ để chúng ta đi đòi nợ những cái khách ăn chịu. Báo cáo hoa hồng thì đối với phần mềm quản lý nhà hàng 365 còn cung cấp cho chủ nhà hàng spa hay karaoke tính năng là chi hoa hồng cho nhân viên. Ví dụ nhân viên nào phục vụ bàn thì sẽ được phục vụ món nào đó,
phục vụ bia thì được bao nhiêu phần trăm hoa hồng, thì ở báo cáo hoa hồng này nó sẽ liệt kê cũng rất là chi tiết ra. Sổ quỹ thu chi thì nó chỉ là một bản báo cáo của những hoạt động thu chi mà kế toán lập. Phân tích bán hàng, đây là một tính năng cũng rất là nổi bật trong 3-6 năm này. Những cái phần mềm khác họ rất là có những cái báo cáo rất là nghèo. Thì đối với phần mềm quản lý nhà hàng 3-6 năm đưa ra cho khách hàng rất là nhiều thông tin. Ví dụ có thể thống kê là món ăn nào bán chạy, món ăn nào bán chậm, món ăn nào có doanh thu cao, món ăn nào không bán được trong tháng vừa qua. Thì tất cả trong phân tích bán hàng chúng ta chủ nhà hàng có thể nắm bắt rất là dễ các thông tin này. Báo cáo kết quả kinh doanh chính là một cái công cụ khá là mạnh. Bình thường báo cáo kết quả kinh doanh này chỉ có trong những cái phần mềm gọi là phần mềm quản lý về tài chính doanh nghiệp. Nhưng đối với phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nhà hàng 3-6 năm cung cấp luôn cho chủ nhà hàng một cái báo cáo kết quả kinh doanh, giúp chủ nhà hàng có thể nắm bắt được luôn tháng này thu chi ra sao, doanh thu như thế nào và lãi lỗ ra sao trên rất là nhiều chi nhánh khác nhau, kiểm soát toàn diện nhà hàng. Đó là sơ qua về những cái tính năng của phần mềm quản lý nhà hàng 3-6 năm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm sao để sử dụng, làm sao để khai báo hàng hóa, rồi làm sao để sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ xóa dữ liệu mẫu đi và chúng ta sẽ làm mới từ đầu. Chúng ta sẽ bấm vào cái menu quay ở góc phải màn hình. Chúng ta bấm vào xóa dữ liệu mẫu. Và khi xóa dữ liệu mẫu xong thì chúng ta sẽ thử thực sự nhập các cái thông tin, nhập menu cho nhà hàng, các cái món ăn và tạo danh sách phòng bàn. Sau khi các bạn bấm vào xóa dữ liệu mẫu thì các bạn chờ khoảng 20-30 giây thì phần mềm sẽ xóa cái dữ liệu cũ đi để nhập dữ liệu mới vào. Và tất nhiên thì khi mà chủ nhà hàng đã ký hợp đồng với công ty 365 thì cái tính năng xóa dữ liệu mẫu này sẽ được khóa lại để đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng. Ok, bây giờ chúng ta đã xóa dữ liệu đi rồi thì các bạn có thể để ý thấy đây là một cái phần mềm trắng. Để sử dụng phần mềm đầu tiên chúng ta sẽ phải khai báo danh mục phòng bàn. Thì các bạn sẽ vào menu nhà hàng, các bạn chọn phòng bàn. Ở đây thì hệ thống có sẵn 25 bàn. Các bạn hoàn toàn có thể sửa lại thông tin các bàn này. Ví dụ nếu là karaoke thì các bạn sẽ đổi thành phòng. Hoặc là ví dụ chúng ta có thể đổi tên cái bàn 1. Đổi tên cái bàn 1 này thành bàn 1A. Thì các bạn để đổi tên thì các bạn rất là dễ. Các bạn sẽ bấm vào cái bàn đó và các bạn chọn vào cái nút là cập nhật. Thì hệ thống sẽ mở ra cái trang để các bạn có thể cập nhật thông tin của phòng bàn. Thì ví dụ ở đây các bạn có thể đổi tên thành bàn 1A. Sau đó các bạn bấm lưu. Thì như vậy các bạn đã thấy thông tin của bàn 1 đổi thành bàn 1A. Các bạn hoàn toàn có thể thêm một bàn mới hoặc là xóa một bàn cũ đi. Ví dụ trong nhà hàng chỉ có 24 bàn thôi thì chúng ta có thể xóa đi cái bàn số 25 bằng cách là cũng bấm vào bàn số 25 và chúng ta bấm xóa. Tất nhiên phải những người có quyền thì mới được xóa. Phần mềm 365 sẽ phân quyền cho từng nhân viên. Nên thông thường các bạn dùng tài khoản quản trị thì các bạn có đầy đủ các quyền. Nhưng nếu các bạn là nhân viên thì chưa chắc các bạn đã được xóa cái bàn này. Tương tự như vậy thì nếu các bạn bàn ít hơn thì các bạn có thể xóa đi hoặc thêm mới vào. Và đặc biệt hơn là hệ thống quản lý phòng bàn của 365 vẫn giúp chủ nhà hàng bao quát tốt hơn, thao tác tốt hơn bằng cách là chúng ta có thể tạo ra các nhóm bàn. Ví dụ bàn ngoài trời hay bàn trong nhà hay bàn ở tầng 2, bàn tầng 1 để sau này nhân viên thu ngân họ thao tác nhanh hơn. Thì chúng ta có thể tạo ra các nhóm bàn bằng cách là chúng ta sẽ, các bạn nhìn ở khung bên trái này nó có chữ là lọc theo nhóm và nó có cái dấu cộng này này. Các bạn có thể bấm vào dấu cộng này để tạo ra nhóm bàn, ví dụ nhóm ngoài trời đi. Ngoài trời. Sau khi và nhóm trong nhà. Tầng 2 đi. Hoặc là nhóm bàn VIP, nhóm phòng VIP. Thì khi các bạn tạo xong nhóm rồi thì các bạn có thể sửa lại những cái bàn cũ. Các bạn bấm vào cập nhật để các bạn lựa chọn cái nhóm bàn cho nó, cho từng bàn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn cái bàn 1A này thuộc nhóm ngoài trời. Và chúng ta sẽ chọn bàn 2 là thuộc nhóm tầng 2. Các bạn sẽ bấm lưu. Cứ thao tác như vậy các bạn sẽ làm chuẩn cái danh mục phòng bàn cho nhà hàng của mình. Sau khi làm danh mục phòng bàn xong, để sử dụng phần mềm thì chắc chắn là chúng ta phải khai báo cái menu của nhà hàng, tức là danh sách các cái thực đơn món ăn. Để khai báo danh sách thực đơn món ăn thì các bạn sẽ vào hàng hóa và vào danh sách hàng hóa. Danh sách hàng hóa ở đây, khi mà các bạn bấm vào thì trang cái tính năng đầu tiên này sẽ liệt kê danh sách những cái món ăn đã có trong nhà hàng của mình. Thì hiện tại chúng ta chưa có món ăn nào cả. Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái món ăn mới bằng cách sau. Chúng ta sẽ bấm vào cái thêm mới hàng hóa ở góc phải trên màn hình.
bấm vào cái thêm mới hàng hóa. Ở đây chúng ta đối với cái mã hàng hóa thì tùy từng nhà hàng. Có một số nhà hàng họ đã quy định mã sẵn rồi để cho nhân viên bán hàng sau này họ tìm cho dễ. Ví dụ họ sẽ quy định mã là phở thì là P ở đầu. Phở thì là P ở đầu, sau đó thì ví dụ phở gà thì là PG, PG0102 gì đó. Nếu mà nhà hàng chưa có quy tắc mã thì các bạn không cần nhập thông tin này, phần mềm sẽ tự động tạo mã cho khách hàng. Thì ở đây chúng ta chỉ tên hàng hóa chính là tên món ăn. Chúng ta sẽ khai báo ví dụ phở gà. Chúng ta sẽ khai báo giá bán là giả sử 30.000 đồng một tô. Giá vốn ở đây chúng ta không cần khai báo. Giá vốn sau này chút nữa chúng ta sẽ khai báo sau. Khi mà chúng ta có các thành phần rồi chúng ta khai báo thì chính xác hơn. Nếu mà chủ nhà hàng không có lập thành phần ấy, tức là không có định nghĩa là món phở này cần muốn nếu bán thì phải mất bao nhiêu gà, bao nhiêu bánh phở, bao nhiêu nước, thì để đơn giản hóa thì chúng ta có thể nhập luôn giá vốn vào đây. Nhập luôn giá vốn tức là chủ nhà hàng không cần quan tâm phần mềm tính toán cho cái chuyện là nguyên liệu bị trừ ra sao, mà họ chỉ quản lý doanh thu thôi và lãi lỗ. Thì ở đây chúng ta phải giả sử chúng ta có thể nhập giá vốn 25.000. Phần nhóm này khá là quan trọng này, phần tên nhóm của hàng hóa này. Tên nhóm của hàng hóa chính là, nếu mà các bạn nhìn vào một cái menu thực đơn của một nhà hàng ấy, thì thông thường họ sẽ chia thành nhóm lẩu này, nhóm nướng này, hay nhóm gì đó. Thì ở đây các bạn có thể tạo ra một nhóm mới, ví dụ mình có thể bấm vào. Để tạo ra một nhóm mới thì các bạn sẽ chọn cái từ thêm mới ở chỗ tên nhóm đây này. Các bạn bấm vào thêm mới và các bạn sẽ gõ tên nhóm vào, ví dụ đây là nhóm phở. Sau đó các bạn bấm lưu. Thì như vậy thì hệ thống sẽ tạo ra một cái nhóm phở rồi. Bây giờ các bạn bình thường đối với những nhà hàng ấy, để hoạt động dễ, để phân biệt các món dễ thì các bạn nên chọn hình ảnh cho các món. Ở đây cái góc dưới cùng cạnh cái bên trên nút lưu này nó sẽ có một cái là chọn file. Thì các bạn có thể chọn hình ảnh cho món. Giả sử ở đây mình có thể chọn một số cái hình ảnh. Mình có thể chọn một số cái hình ảnh. Sau khi các bạn chọn xong thì hệ thống sẽ tải cái hình ảnh này lên. Thì sau này khi bán hàng cái hình ảnh này sẽ được xuất hiện. Các bạn nên chọn cái hình ảnh này để mọi cái hoạt động trong nhà hàng nó tốt hơn. Khi đó thì nhân viên thu ngân họ bán hàng họ sẽ dễ hơn rất là nhiều. Trong thông tin của hàng hóa này sẽ có một cái thuộc tính, đó là tách thành nhiều dòng khi bán hàng. Các bạn cũng lưu ý cái này. Tách thành nhiều dòng khi bán hàng tức là khi mà thu ngân họ chọn món từ thực đơn ấy, nếu mà các bạn không chọn cái này thì thu ngân bấm bao nhiêu lần thì cái số lượng của mặt hàng đó trong đơn hàng nó sẽ tăng lên bấy nhiêu lần. Nhưng nếu các bạn chọn cái tách thành nhiều dòng khi bán hàng này thì khi thu ngân họ bấm bao nhiêu lần thì cái món đó sẽ được tách biệt, tức là tách thành từng dòng một chứ không gộp chung vào nhau. Cái này mục đích là giúp cho những cái quán phở họ ghi chú cái thông tin của phở. Quán phở hay quán ăn, ví dụ như là có hai người vào, bình thường chúng ta gọi hai tô phở, nhưng hai tô phở đó phải có hai cái ghi chú khác nhau, một cái thì không hành, một cái thì có hành. Một cái không ớt, một cái có ớt, một cái có bột ngọt, một cái không có bột ngọt. Thì như vậy cái tách thành nhiều dòng khi bán hàng này giúp cho chúng ta ghi chú được nhiều thông tin hơn. Thay vì đưa một cái phở vào bên trong một đơn hàng thì nó sẽ hiển thị thành một dòng, thì chúng ta lại ghi chú là một tô có bột ngọt, một tô không có bột ngọt. Thì như vậy bếp họ chế biến họ chẳng biết tô nào. Giả sử hai tô hay ba tô thì nó lại rất là khó xử. Thì chúng ta chọn tách thành nhiều dòng khi bán hàng này để mỗi một món sẽ được tách biệt ra, có ghi chú khác nhau. Ẩn trên màn hình bán hàng, tức là trong trường hợp mà cái món này chúng ta không kinh doanh nữa, chúng ta không muốn nhân viên thu ngân chọn phải nhầm cái món này, thì chúng ta sẽ chọn ẩn trên màn hình bán hàng. Thì cái món này sẽ không bao giờ xuất hiện trên màn hình bán hàng nữa. Phần mềm 365 có thể, phần mềm quản lý nhà hàng 365 có thể cung cấp cho nhà hàng lên tới 8 khu vực in khác nhau. Thì các bạn sẽ lựa chọn là chính xác là cái món này sẽ được in ra khu vực nào. Món này sẽ được in ra khu vực nào. Ví dụ phở sẽ được in vào chỗ cái mấy ông bếp chế biến làm phở. Bia sẽ được in vào chỗ quầy bar chứ không phải là in vào bếp. Thì các bạn sẽ lựa chọn chính xác là máy in vào bếp A, bếp B, bếp C hay không. Chúng ta sẽ quy định là ví dụ như là
vị trí phở sẽ là bếp A, vị trí lẩu sẽ là bếp B. Thì hệ thống sẽ tự động in cái món này khi mà có người order, hệ thống sẽ tự động in cái món này đến từng vị trí mà chúng ta đã set tại đây. Giả sử ở đây chúng ta sẽ in bếp A. Đối với những nhà hàng không sử dụng mô hình in báo chế biến tự động ấy, thì các bạn không cần quan tâm đến cái này, cứ chọn bếp A hết. Còn đối với những nhà hàng mà quan tâm đến, họ thiết lập một cái cơ chế là nhà hàng thông minh, họ có đặt ở máy in từng ở đến từng cái vị trí chế biến khác nhau, thì chúng ta sẽ nhớ phải lựa chọn đúng cái khu vực in báo chế biến này. Nếu mà chúng ta muốn thông tin đầy đủ hơn thì chúng ta có thể nhập cái thông tin đơn vị tính vào. Thông tin đơn vị tính thì nó giúp cho cái việc in bill hóa đơn hoặc là thống kê sau này nó rõ ràng hơn. Ví dụ phở đây là tô thì chúng ta sẽ nhập vào đơn vị tính là tô. Ok, chỉ cần như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái thông tin hàng hóa. Thông tin hàng hóa, và các bạn lưu ý là những cái món ăn này, những cái món ăn ví dụ phở hay là thịt xào hay là gà thì nó không có tồn kho, tức là những cái món chế biến nó không có tồn kho, nên các bạn nhớ là chọn cái mặt hàng này, mặt hàng dịch vụ. Chọn cái mặt hàng này là mặt hàng dịch vụ này. Sau đó các bạn bấm lưu. Các bạn chọn lại thì mặt hàng dịch vụ này. Ok, sau khi các bạn bấm lưu thì hệ thống sẽ quay trở lại cái trang danh sách hàng hóa. Thì các bạn có thể để ý thấy là cái món phở gà vừa rồi mình tạo nó đã có trong hệ thống. Hệ thống sẽ liệt kê ngay ở cái màn hình danh sách hàng hóa này. Phần mềm 365 cũng rất là chi tiết cho khách hàng theo dõi được danh sách các cái thực đơn trong cửa hàng của mình. Bao gồm thông tin mã giá bao nhiêu, thậm chí là có thể theo dõi được thẻ kho lịch sử xuất nhập, tức là nó được bán trong đơn hàng nào. Phần mềm 365 quản lý thông tin rất là chặt. Chủ nhà hàng muốn tra cứu là xem cái tô phở này được bán cho ai, bán thời điểm nào, thì phần mềm cũng có thể chứng minh được cho khách luôn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một món thứ hai. Rau muống xào tỏi. Giá bán là 30.000 đi. Giá vốn là 20.000 đi. Cái giá vốn này các bạn hoàn toàn có thể nhập sau. Các bạn hoàn toàn có thể nhập sau. Cái này là đĩa, rau muống xào tỏi là đĩa. Ok, chỉ cần như vậy thôi, chúng ta bấm lưu. Xin lỗi các bạn phải chọn lại rau muống xào tỏi cũng phải là mặt hàng dịch vụ. Các bạn sẽ bấm để sửa thông tin của một hàng hóa thì các bạn rất là dễ. Các bạn tìm đến hàng hóa đó bằng cách là tìm theo mã hoặc tên ở trên góc trái trên màn hình này. Hoặc là các bạn có thể lọc theo nhóm. Thì khi tìm được mặt hàng đó rồi thì các bạn bấm vào mặt hàng đó, các bạn bấm vào cập nhật. Bấm vào cập nhật thì các bạn có thể sửa lại thông tin. Ví dụ cái này nó là hàng dịch vụ thì các bạn sẽ chuyển qua thành hàng dịch vụ. Sau đó các bạn bấm lưu. Vậy là chúng ta đã khai báo được hai món. Đối với bia, nhưng mà trong nhà hàng thì sẽ có khu vực quầy bar, họ sẽ bán đồ ăn, đồ uống. Thì đây là hai món đồ ăn mà chúng ta sẽ có thể tạo thêm món đồ uống, ví dụ như bia. Bia thì nó lại là một hàng hóa bình thường, nó có tồn kho. Nên các bạn lưu ý là chỗ loại hàng này chúng ta sẽ chọn bia là hàng hóa. Bia Tiger. Giá bán là 10.000 đồng một chai. Giá nhập là 8.000. 8.000 một chai. Đơn vị tính là chai. Các bạn nếu mà nhà hàng này là nhà hàng thông minh thì các bạn sẽ lựa chọn cái in báo chế biến này là in đến pha chế A hoặc B hoặc C. Thì tùy theo, ví dụ bình thường các nhà hàng họ chỉ có hai khu vực, một là bếp, hai là chỗ pha chế. Thì họ cũng chỉ dùng là in báo bếp A hoặc là in báo pha chế A thôi. Vị trí A, B, C chỉ là một cái cách để mình định danh tên của cái máy in ở vị trí nào thôi. Chúng ta sẽ bấm vào máy in pha chế. Và chúng ta bấm lưu. Các bạn để ý, sau khi chúng ta thêm bia xong thì ở trên màn hình danh sách hàng hóa này, chúng ta có thể nhìn thấy là cái mặt hàng rau muống xào tỏi thì cái chỗ tồn kho nó sẽ để gạch gạch gạch. Còn cái bia thì nó lại có tồn kho là không. Bởi vì phở gà thì không thể có tồn kho được, nó là mặt hàng dịch vụ. Còn đối với những mặt hàng là có quản lý tồn kho, ví dụ bia hay là nước ngọt, thì chúng ta sẽ thấy là có tồn kho ở đây. Chút nữa chúng ta sẽ tạo một phiếu nhập hàng để nhập cái mặt hàng bia này vào. Thì tất nhiên trong quá trình sử dụng thử phần mềm này thì phần mềm cũng có một thuộc tính cho phép các bạn là không cần nhập hàng trước vẫn bán được hàng. Tức là chúng ta có thể cho phép nhân viên bán hàng ngay cả khi hết tồn kho để chúng ta dùng thử phần mềm cho tiện. Còn khi mà chúng ta dùng thật thì chúng ta nên quản lý nhập xuất cho nó chính thống.
chủ nhà hàng luôn kiểm soát được là bia của mình còn bao nhiêu chai, bia của mình còn bao nhiêu chai hay tra cứu tồn kho, nó rất là dễ. Chúng ta có thể thêm một cái đồ uống mới là Coca-Cola. Giá bán cũng là khoảng, cũng là 10.000 đi. Giá vốn là 9.000 đi. Đây cũng là chai. Vừa rồi chúng ta tạo ra một cái mặt hàng đó là bia, nhưng chúng ta chưa đưa vào nhóm nào. Thì sau này nhân viên bán hàng họ chọn rất là khó. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo thêm một cái nhóm mới, đó là nhóm đồ uống. Chúng ta đưa bia vào trong món nhóm đồ uống. Sau đó chúng ta bấm lưu. Chúng ta sẽ sửa lại cái bia Tiger vừa rồi. Vừa chúng ta chưa chọn nhóm thì chúng ta sẽ bấm vào bia Tiger, chúng ta cập nhật và chúng ta chọn lại nhóm là nhóm đồ uống. Khi chúng ta chọn nhóm thế này rồi, sau này nhân viên thu ngân họ bán rất là dễ dàng. Hoặc là ngay bản thân chúng ta là chủ nhà hàng, chúng ta có thể vào ngay cái màn hình danh sách hàng hóa này, lọc ra tất cả những cái nhóm đồ uống là có những loại gì, phở thì có những loại gì, hoặc là xem theo kiểu tất cả, hoặc là xem theo kiểu tất cả, thì hệ thống sẽ lọc được tất cả mọi thông tin này. Như vậy là chúng ta đã khai báo danh mục hàng hóa xong rồi. Tất nhiên chúng ta sẽ khai báo thêm theo menu khách hàng, của theo menu của nhà hàng, rất là nhiều thứ. Đây là cái quản lý hàng hóa cơ bản nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây trước, còn chút nữa chúng ta sẽ quay lại để phần mềm 365 rất là mạnh ở một cái điểm là trong từng món ăn, ví dụ món phở gà, chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa các cái thành phần của phở gà. Thành phần của phở gà tức là khi bán một cái món phở đi thì lập tức hệ thống sẽ trừ đi các cái nguyên vật liệu trong hệ thống để giúp chủ nhà hàng kiểm soát được tình hình sử dụng nguyên vật liệu. Cái đó chút nữa chúng ta sẽ làm. Ok, chúng ta đã khai báo về danh mục phòng bàn rồi, chúng ta khai báo về danh mục hàng, danh mục menu rồi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể bán hàng được ngay. Nhà hàng bây giờ chúng ta có thể để vào màn hình bán hàng thì các bạn sẽ vào giao dịch. Các bạn sẽ vào menu nhà hàng, sau đó các bạn bấm vào màn hình thu ngân. Hoặc là các bạn có thể bấm vào nhanh bằng cách, đó là ở góc phải màn hình có cái hình xe đẩy này, các bạn sẽ bấm vào hình xe đẩy này. Thì hệ thống sẽ chuyển vào màn hình thu ngân. Màn hình thu ngân là màn hình thường xuyên sử dụng nhất. Màn hình thường xuyên sử dụng nhất thì để sử dụng cho thu ngân, kiểm soát tình hình sử dụng các bàn, rồi bàn nào ăn món gì, ăn bao nhiêu. Thì trên giao diện này các bạn có thể để ý thấy là chúng ta có một cái nút bấm là bấm phòng bàn. Phòng bàn tức là để chúng ta chọn order cho bàn nào, thì chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta chọn bàn chúng ta muốn order. Thì hệ thống sẽ chuyển qua cái bàn đó. Ví dụ khách ở bàn 1, bàn 2, bàn 3. Phần thực đơn này sẽ cho các bạn chọn theo nhóm. Lọc ra, ví dụ các bạn chỉ muốn chọn món phở thôi thì các bạn sẽ bấm vào nhóm phở, thì nó chỉ ra nhóm phở thôi. Ở phần mềm 365 hoạt động rất là thông minh. Nó cho phép người thu ngân có thể tự định nghĩa các cái góc nhìn của mình cho nó tốt hơn. Ví dụ như đây là một cái giao diện hỗ trợ màn hình cảm ứng. Nhưng nếu mà các bạn muốn thao tác phòng bàn nhanh hơn thì các bạn có thể bỏ cái tích giao diện hỗ trợ màn hình cảm ứng này bằng cách là bấm vào góc ba cái gạch ở góc phải màn hình. Các bạn bỏ cái tích giao diện hỗ trợ màn hình cảm ứng đi. Thì hệ thống sẽ quay về một cái giao diện thân thiện hơn, giao diện dễ nhìn hơn. Thì chúng ta có thể lựa chọn bàn nó nhanh hơn rất là nhiều. Lựa chọn bàn nhanh hơn rất là nhiều, xem bàn nào món ăn, đang ăn món gì. Giả sử bây giờ chúng ta có khách vào ngồi bàn 8 đi. Vào ngồi bàn 8 đi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái giao diện hỗ trợ màn hình cảm ứng. Chúng ta sẽ bấm vào phòng bàn, chúng ta chọn bàn 8. Chọn bàn 8. Thì bàn 8 khách vào ăn 2 tô phở thì chúng ta sẽ bấm vào phở. Hoặc là chúng ta có thể bấm vào, hoặc là chúng ta có thể kích chuột lên cái chỗ tìm thực đơn ở góc trái trên màn hình, chúng ta có thể gõ phần tìm kiếm. Ví dụ là phở. Phần mềm 365 tìm rất là thông minh. Tìm thông minh tương tự Google. Nghĩa là các bạn có thể tìm bất cứ cái từ gì ở bên trong thông tin mã hoặc tên, hệ thống cũng sẽ tìm ra. Nghĩa là nó hỗ trợ cho thu ngân bán hàng rất là nhanh, không giống như những cái phần mềm quản lý nhà hàng cũ trên thị trường ấy. Muốn tìm thì phải gõ đúng thứ tự, ví dụ phở gà thì phải gõ phở gà, gõ gà phở thì lại không ra. Nhưng đối với phần mềm 365 thì gõ gà phở nó vẫn ra. Các bạn có thể để ý thấy là các bạn gõ gà phở nó vẫn ra, ra tất cả mọi thông tin. Ví dụ Coca-Cola thì các bạn chỉ cần tìm chữ Ola nó cũng có thể là ra Coca-Cola. Như vậy thì cái điều này nó cũng là một sự khác biệt rất là lớn so với những phần mềm khác trên thị trường. Nghĩa là nó hỗ trợ cho người dùng thao tác nhanh hơn rất là nhiều, bán hàng xử lý rất là nhanh trong khi đông khách. Những cái phần mềm kia mà xử lý đông khách thì rất là mệt. Giả sử ở đây khách uống thêm Coca-Cola thì chúng ta có thể gõ và tìm Coca-Cola. Sau đó chúng ta bấm Enter thì món đó cũng đã được đưa vào đơn hàng. Các bạn có thể để ý thấy là
ở bên khung bên trái này sẽ liệt kê các cái món đã được gọi cho bàn bàn tám, đã được gọi cho bàn tám. Thì giả sử có khách mới vào ngồi bàn 7 thì hệ thống sẽ xử lý rất là linh hoạt, các bạn có thể bấm vào cái phòng bàn này và chọn sang bàn bàn 7. Thì chúng ta lại tiếp tục như vậy, đơn hàng của bàn 7 là khác đơn hàng của bàn 8. Bạn lại xử lý tiếp là bàn 7 này thì ăn rau muống xào tỏi, uống bia Tiger, uống bao nhiêu chai bia Tiger các bạn có thể kích trực tiếp vào đây. Hoặc là nếu mà chủ nhà hàng có thể cho phép nhân viên thay đổi giá thì nhân viên hoàn toàn có thể điều chỉnh cái giá bán ở đây trực tiếp. Tất nhiên phải được nhân viên muốn điều chỉnh thì phải được chủ nhà hàng cho phép. Như vậy thì các bạn có thể bấm vào đây, các bạn có thể nhìn thấy là bàn nào đang được sử dụng thì nó sẽ có một màu khác đi. Ở đây giả sử chúng ta sẽ chọn một cái giao diện màu khác đi để cho chúng ta dễ nhìn, chúng ta có thể giao diện màu đỏ chẳng hạn. Thì các bạn bấm vào phòng bàn, các bạn có thể nhìn thấy là bàn nào đang được sử dụng thì nó sẽ có màu đỏ, bàn nào không được sử dụng thì sẽ có màu đen. Cái này cũng giúp nhân viên thu ngân rất là mạnh. Chủ nhà hàng có thể bấm vào nhìn là biết ngay là bao nhiêu bàn đang được sử dụng. Và tất nhiên thông tin sử dụng này sẽ được đồng bộ trực tiếp lên cái màn hình tổng quan quản lý của chủ nhà hàng. Ví dụ như chủ nhà hàng đang ở xa, đang ở rất là xa, ở cửa, có thể là đang đi du lịch chẳng hạn, thì chủ nhà hàng có thể vào đây là nhìn thấy ngay, là giả sử chúng ta có thể nhìn thấy cái đang sử dụng là 2/24 này, nghĩa là đang có 2 bàn được sử dụng. Cái chủ nhà hàng ở bất cứ đâu cũng có thể theo dõi được bàn nào đang được sử dụng, và chủ nhà hàng bấm vào đó thì có thể biết ngay. Các bạn có thể nhìn thấy để ý là bàn 7 đang có màu đỏ, tức là bàn đang được sử dụng. Chủ nhà hàng bấm vào bàn 7 đó thì có thể liệt kê ra chi tiết đó là cái bàn 7 này đang ăn những món gì. Như vậy thì ở bất cứ đâu chủ nhà hàng cũng có thể kiểm soát được nhân viên của mình, kiểm soát được tình trạng sử dụng phòng bàn trong nhà hàng của mình. Chúng ta tiếp tục quay lại màn hình thu ngân. Như các bạn thấy thì chúng ta đang có bàn 7 và bàn 8 đang được sử dụng. Giả sử như bây giờ bàn 8 gọi thanh toán tiền thì các bạn chỉ cần mở ra bấm vào bàn 8 và bấm chữ thanh toán. Và bấm thanh toán thì cái đơn hàng này sẽ được lưu lại và đưa vào doanh thu. Và hệ thống sẽ in ra một cái bill, tức là một cái hệ thống sẽ in ra một cái hóa đơn bán hàng. Hóa đơn bán hàng này có thể được tùy ý thiết kế theo nhu cầu của nhà hàng. Nghĩa là phần mềm 365 rất là linh động, có thể thiết kế bất cứ cái dạng biểu mẫu in nào mà khách hàng cần. Thì tùy từng nhà hàng thì chúng ta sẽ thiết kế cho nhà hàng một cái mẫu in khác nhau. Sau khi các bạn thanh toán bàn 8 xong thì các bạn thấy là bàn 8 nó lại trở về trạng thái ban đầu, đó là trạng thái không được sử dụng. Nghĩa là bàn 8 sẽ quay về trạng thái là màu đen. Như vậy thì chúng ta chỉ còn bàn 7 thôi. Đó là những cái cơ bản nhất để chúng ta có thể quản lý được nhà hàng của mình. Đó là chúng ta bán hàng được rồi. Bây giờ giả sử chúng ta có những thông tin phụ, thông tin thêm. Thông tin phụ thì ở trong cái menu này có rất là nhiều tính năng khác nhau. Thì mình sẽ giải thích qua từng cái tính năng này. Thứ nhất là xử lý đơn hàng. Trong cái menu 3 cái gạch này, xử lý đơn hàng nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng giúp cho thu ngân có thể, nếu mà những cái hóa đơn mà chúng ta bấm thanh toán nó bị sai, thì chúng ta có thể vào cái xử lý đơn hàng này này. Chúng ta mở cái đơn hàng cũ ra, chúng ta tìm đến cái đơn hàng cũ và chúng ta bấm vào cái bút này, thì hệ thống sẽ mở cái đơn hàng cũ này. Ví dụ cái đơn hàng 001 này này, là vừa nãy chúng ta thanh toán cho bàn 8, thì chúng ta nhầm một số thông tin gì đó, ví dụ như phở gà bán 2 chứ không phải bán 1, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để sửa và chúng ta lại bấm thanh toán lại, thì hệ thống sẽ sửa lại đơn hàng cũ. Và tất nhiên nhân viên phải được chủ nhà hàng cho quyền sửa đơn hàng thì họ mới được sửa, còn nếu không thì chúng ta sẽ không được sửa. Ở đây hệ thống thông báo là chứng từ này vừa được cập nhật cách đây 2 phút, tức là phần mềm sẽ có một cái giới hạn là phải 2 phút sau chúng ta mới sửa lại được cái hóa đơn đó, để đảm bảo an toàn dữ liệu cho chủ cửa hàng thôi. Ok. Ở đây hệ thống cho phép chủ nhà hàng có thể định nghĩa ra 2 cái mẫu in khác nhau. Ví dụ một cái mẫu in là dành cho giấy A4, một cái mẫu in là dành cho giấy 80. Máy in bill, máy in nhiệt, thì phần mềm cũng rất là linh động cho khách hàng cái này. Đối với những cái phần mềm khác thì muốn in 2 liên, tức là những phần mềm điện toán đám mây khác thì họ không hỗ trợ in 2 liên cho, tức là in ra một liên để cái hóa đơn ấy, in ra một liên để giao khách, còn cái một liên để lại cho cửa hàng để bảo lưu. Thì những cái phần mềm khác họ không hỗ trợ tính năng này. Thì phần mềm 365 cũng hỗ trợ rất là sâu, là có thể tự động in 2 liên cho khách hàng luôn khi ngay khi chúng ta bấm thanh toán. Âm báo gọi món thì nó liên quan đến cái mô hình nhà hàng thông minh. Nhà hàng thông minh thì chút nữa chúng ta sử dụng những cái tính năng cơ bản của nhà hàng xong thì chúng ta sẽ
sẽ làm thử một cái mô hình nhà hàng thông minh. Xác nhận và in báo chế biến tự động thì nó cũng liên quan đến mô hình nhà hàng thông minh. Giao diện đảo khung trái phải, tức là nếu mà chúng ta cái góc nhìn này chúng ta không thấy thuận lợi thì chúng ta có thể bấm vào đây thì hệ thống sẽ đảo lại cái khung này để cho phù hợp với từng nhân viên thu ngân, với từng cái sở thích khác nhau. Ở đây thì mình thích cái giao diện là nó ở bên tay phải, tức là màn hình danh sách các thực đơn nó ở bên tay phải như thế này. Tổng kết cuối ngày, tức là khi nhân viên thu ngân đến hết ca của mình rồi thì họ sẽ bấm vào đây để họ in ra một cái báo cáo tổng kết là hôm nay tôi bán được những món gì, tổng doanh thu là bao nhiêu, tổng công nợ là bao nhiêu. Bảng phím tắt thì phần mềm cung cấp rất là nhiều phím tắt khác nhau. Để học các phím tắt này thì các bạn có thể bấm vào bảng phím tắt. Ví dụ như là để quay về tìm thực đơn chúng ta bấm F1, để tìm khách hàng chúng ta bấm F2, để in, để thanh toán chúng ta bấm F3, F4. Thì cái này hệ thống đã quy định rất là rõ rồi. Phần mềm 365 có thể cung cấp cho khách hàng rất là nhiều cái tính năng cơ bản mà cũng khá là tiện khi mà sử dụng quản lý nhà hàng. Ví dụ như tính năng chuyển bàn, tách bàn. Tính năng chuyển bàn là giúp, ví dụ như khách đang ngồi bàn này muốn chuyển qua bàn khác thì chúng ta có thể bấm vào tính năng chuyển bàn để chuyển bàn qua bàn khác. Tính năng tách bàn là giúp cho cái tính năng này cũng rất là linh hoạt này, nhất là trong những cái thị trường, ví dụ thị trường Sài Gòn, họ rất là hay dùng tính năng tách bàn này. Tính năng tách bàn này là để tách cái bill ra, mỗi người trả một phần. Ví dụ hoặc là đối với ở thị trường Hà Nội thì sẽ có những người thanh toán về trước và sẽ có những người ở lại sau. Thì chúng ta có thể sử dụng tính năng tách bàn này ra để tách một cái đơn hàng thành 2-3 bàn khác nhau. Trên thông tin của một đơn hàng thì nếu mà các bạn muốn quản lý cả thông tin khách hàng ấy, thì để biết cái hóa đơn này bán cho khách nào thì các bạn nhìn vào cái góc ở bên tay trái này có chỗ tìm khách hàng. Các bạn có thể gõ số điện thoại của khách vào để tìm. Nếu hệ thống tìm không thấy thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu cộng này để thêm khách hàng mới. Các bạn bấm vào dấu cộng, ví dụ như ở đây mình sẽ có một đơn hàng bàn 7 này sẽ bán cho anh Minh. Anh Minh số điện thoại là 0988010121 chẳng hạn. Sau đó các bạn bấm lưu. Thì như vậy cái đơn hàng này sẽ được, khi mà chúng ta bấm thanh toán, hệ thống sẽ lưu lại thông tin là cái đơn hàng này sẽ được bán cho cái khách hàng là anh Minh. Khi các bạn lựa chọn, để các bạn, nếu mà khách hàng mà mua bán, mà khách hàng mà ăn chịu, ăn mà không trả tiền thì các bạn phải tạo khách hàng để chúng ta sẽ ghi khoản nợ đó cho cái khách đó. Còn nếu mà chỉ là khách lẻ bình thường thì thôi, chúng ta không cần nhập thông tin khách hàng. Nếu mà chúng ta có chính sách chiết khấu dành cho cái bàn này, ví dụ bàn này đang tổng giá trị là 110.000 đúng không? Nếu mà chúng ta muốn chiết khấu 10% thì chúng ta có thể bấm vào ô chiết khấu gõ chữ 10% ở đây. Hệ thống sẽ tự động tính toán tiền chiết khấu cho khách. Thì như vậy chúng ta có thể thấy thông tin đơn hàng là tổng thành tiền là 110.000, chiết khấu 10% là 11.000, VAT không có. Ở đây phần mềm 365 cũng hỗ trợ luôn là nếu mà cửa hàng muốn có VAT thì chỉ cần bấm sang 0 hoặc là 10% này, hệ thống sẽ tự động cộng VAT vào cho khách. Thì cái tổng cộng hình màu đỏ 99.000 này chính là tổng số tiền khách phải trả. Giả sử như khách hàng đưa cho chúng ta 100.000. Khách hàng đưa cho chúng ta 100.000 thì chúng ta sẽ gõ 100.000 vào đây thì hệ thống sẽ tự động tính tiền trả lại cho khách. Tiền thừa của khách là 1.000. Như vậy thì chúng ta đỡ phải công tính toán, đỡ phải nhầm lẫn, thu ngân sẽ tránh bị nhầm lẫn khi trả lại tiền cho khách. Ok, như vậy thì chúng ta lại thanh toán tiếp cái đơn hàng này. Đơn hàng này đã được xong. Chúng ta bấm thanh toán thì hệ thống sẽ lưu lại thông tin của đơn hàng này. Như vậy thì đó, bây giờ thì bàn 7, bàn 8 đều được thanh toán hết rồi thì không còn bàn nào được ngồi. Các bạn có thể để ý tới tất cả các bàn nó đều chuyển qua thành màu đen. Chúng ta có thể về trang quản lý, trang tổng quan thì khi đó thì bây giờ hệ thống lại có dữ liệu trở lại. Là chúng ta có thể thấy ngay là biểu đồ thống kê này. Đơn hàng ngày hôm nay bán được 2, doanh thu là 139.000. Không có bàn nào đang được sử dụng. Doanh thu theo biểu đồ cũng là 139.000. Nhân viên admin vừa bán đơn hàng trị giá 99.000 cách đây một phút. Thì chúng ta có thể thấy là tình hình bao quát rất là mạnh. Và mặt hàng bán chạy bây giờ đang là bia Tiger, bán được 8. Đây, đó là cái mô hình quản lý cơ bản của quản lý một nhà hàng. Nghĩa là những cái nhà hàng nhỏ chúng ta chỉ cần đến đó thôi là chúng ta đã quản lý được nhà hàng, xong một nhà hàng rồi. Nhưng mà phần mềm 365, phần mềm quản lý nhà hàng 365 rất là mạnh. Phần mềm quản lý bán hàng 365 không chỉ dừng lại ở việc là quản lý mô hình cơ bản của một nhà hàng như vậy, mà phần mềm quản lý nhà hàng 365 sẽ xây dựng, nếu mà nhà hàng quy mô
thì chúng ta có thể hỗ trợ xây dựng cho nhà hàng đó một cái giải pháp rất là thông minh. Đó là thay vì cái cơ chế nhân viên order đến bàn, ghi món, sau đó chuyển về thu ngân, thì phần mềm sẽ cung cấp cho nhà hàng một cái giải pháp, đó là nhân viên thu ngân sẽ sử dụng một thiết bị, là thiết bị cầm tay. Ở đây giả sử mình sẽ tạo thêm một cái tab mới và chúng ta sẽ vào, cũng là vào cái nhà hàng, cũng là vào cái nhà hàng chúng ta. Giả sử chúng ta coi cái này là một cái vào trên thiết bị iPad đi, thì nhân viên order sẽ được phân quyền để họ có thể vào được tính năng, đó là tính năng nhà hàng này, màn hình khách gọi món. Màn hình khách gọi món này là màn hình được cung cấp để cho nhân viên order đi order từng bàn. Ví dụ ở đây chúng ta có hai tab. Chúng ta có hai tab là cái tab dành cho nhân viên thu ngân và tab dành cho nhân viên order. Ở đây chúng ta giả sử hệ thống phần mềm 365 có thể dùng nhân viên order có thể vào cái màn hình này của phần mềm 365. Sau đó họ sẽ đi đến một bàn nào đó. Giả sử ở đây nhân viên order sẽ đi đến bàn 6 chẳng hạn. Họ đi đến bàn 6 và khách gọi phở và khách gọi một coca. Sau khi mà nhân viên order sẽ đưa cái món này vào cái danh sách khách gọi món. Và nếu mà họ đã hỏi, sau khi họ hỏi khách là anh gọi một phở à, một coca cola à, khách mà ok rồi thì họ sẽ bấm gửi yêu cầu thực đơn. Thì khi mà bấm gửi yêu cầu thực đơn này, hệ thống sẽ lập tức, các bạn có thể để ý sang cái màn hình của nhân viên thu ngân, thì hệ thống sẽ báo kêu tinh một cái, thì báo cho thu ngân biết là có nhân viên nào. Ví dụ các bạn có thể vào thông tin là phần khách gọi món ở cái tab ở bên dưới, cái tab cạnh thông tin này, thì hệ thống sẽ báo cho nhân viên thu ngân biết là có bạn admin đang báo cho bàn 6 vị trí A cái món Coca-Cola. Nếu mà nhân viên thu ngân đồng ý với cái món này thì họ sẽ bấm vào dấu cộng. Thì phần mềm sẽ lập tức là đưa cái món này vào trong bàn 6 luôn. Và tương tự với cả món phở gà thì chúng ta in đến bàn 6 luôn. Và khi này chúng ta, nhân viên thu ngân sẽ bấm vào báo chế biến, thì hệ thống sẽ in ra đến các cái máy in báo chế biến tương ứng. Chúng ta sẽ bấm vào in báo chế biến này, thì hệ thống sẽ in ra một cái lệnh in đến cái máy in báo chế biến là bảo bếp, bếp làm món này cho bàn này đi. Như vậy thì chúng ta thấy là nhân viên thu ngân sẽ không cần phải di chuyển về chỗ nhân viên order sẽ không phải di chuyển về chỗ nhân viên thu ngân để bảo bạn ơi làm cái món này cho bạn này, sau đó lại phải chạy lóc cóc về bếp để báo nữa. Mà bây giờ đó là thành một quy trình khép kín. Và phần mềm cũng cung cấp cho chúng ta là nếu mà nhân viên thu ngân muốn là cứ món nào nhân viên order gọi là được xác nhận ngay, chứ không cần tôi phải duyệt nữa, thì nhân viên thu ngân hoàn toàn có thể mở cái tính năng là xác nhận và in báo chế biến tự động. Thì khi đó nhân viên order bất cứ một món nào. Ví dụ nhân viên order lại order tiếp cho bàn 14. Bàn 14 một cái món là rau muống xào tỏi, thì họ sẽ bấm vào rau muống xào tỏi này, sau đó bấm gửi yêu cầu thực đơn. Thì ở bên kia nhân viên thu ngân đã chọn cái cơ chế là xác nhận và in báo chế biến tự động, nên cái món đó không cần được nhân viên order xác nhận, nó đã được nhảy vào cái bàn tương ứng rồi. Ví dụ ở đây là chúng ta có bàn 14. Chúng ta sẽ thấy là bàn 14 nó đã được hiển thị sáng. Và bấm vào bàn 14 thì sẽ thấy là đã gọi rau muống xào tỏi. Và hệ thống cũng tự động in luôn cái tích kê báo cho bếp biết là chế biến món này đi. Quy trình này mà áp dụng thì sẽ rất là tiện ở một điểm là nhân viên sẽ kể một bàn có thể có 2-3 nhân viên cùng order. Tức là rất là nhanh. 2-3 nhân viên cùng order cho một bàn. Ví dụ khi khách đông á, một bàn mà có khoảng ví dụ một công ty đi ăn thì họ sẽ có cả hai đầu đều gọi, thì mỗi một nhân viên có thể cầm cái thiết bị cầm tay của mình đến với một người và cùng order cho một bàn. Thì khi mà bàn đó gọi thanh toán hoặc là khi mà muốn kiểm kê ấy, thì nhân viên order có thể đi đến từng bàn. Ví dụ thấy bàn 6 đang được sử dụng mà bàn 6 gọi thêm món thì họ có thể bấm vào bàn 6, thì hệ thống cũng lưu lại lịch sử là các món nào đã gọi được. Tức là nhân viên thu ngân bình thường các bạn đi đến ăn ấy, thì các bạn muốn tính tiền thì các bạn sẽ gọi nhân viên order đúng không? Bạn bảo em ơi tính tiền cho chị. Nhưng mà bạn ấy cũng không biết bạn đã dùng hết bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà đối với dùng cái giải pháp này thì nhân viên order có thể nhìn thấy ngay bàn chị đã dùng một phở gà, một Coca-Cola, tổng là 40.000. Cầm tiền đó đi về cho thu ngân luôn. Như vậy thì cái quy trình hoạt động rất là nhanh.
Chúng ta có thể xem lại lịch sử xem là nhân viên nào đã gọi, ví dụ 2-3 người nhân viên order cùng thao tác trên một bàn thì chúng ta có thể theo dõi được lịch sử là nhân viên nào đã gọi được bao, gọi được món gì. Đó là áp dụng quy trình nhà hàng thông minh. Đặc biệt hơn là phần mềm quản lý bán hàng 365 nó phù hợp với tất cả các thiết bị. Ở đây chúng ta đã đi cái mô hình cơ bản của nhà hàng rồi thì chúng ta có thể quay về màn hình tổng quan. Các bạn có thể hoàn toàn truy cập vào điện thoại để sử dụng phần mềm này. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể mô phỏng cách sử dụng điện thoại, thì khi các bạn vào sử dụng bằng điện thoại thì phần mềm sẽ rất là linh hoạt. Phần mềm sẽ biến đổi giao diện để phù hợp với điện thoại của các bạn đang dùng. Như vậy thì chủ nhà hàng có thể dùng bất cứ thiết bị nào có thể theo dõi được tình hình hoạt động của mình. Ok, như vậy thì chúng ta đã đi vào cái mô hình cơ bản của nhà hàng. Phần mềm 365 còn mạnh hơn nữa, đó là phần mềm 365 còn giúp cho chủ nhà hàng có thể định nghĩa ra các cái code, tức là định nghĩa ra các cái thành phần của từng món ăn để giúp chủ nhà hàng có thể kiểm soát được cái thông tin là tháng này tôi bán được 100 tô phở, vậy thì tôi tốn mất bao nhiêu thịt, bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu cân phở, bao nhiêu cân gì đó. Thì những cái đó là những cái tính năng chi tiết. Những cái tính năng chi tiết này thì sẽ có các bạn kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp các bạn là hướng dẫn bạn sử dụng phần này. Bây giờ mình sẽ đi vào phần báo cáo. Phần báo cáo này rất là quan trọng đối với chủ nhà hàng. Nó giúp chủ nhà hàng nắm bắt được tình hình kinh doanh rất là mạnh. Ví dụ chúng ta có thể vào mục báo cáo bán hàng. Báo cáo bán hàng ở đây thì phần mềm 365 có rất là nhiều đầu mục. Báo cáo bán hàng, ví dụ chi tiết doanh thu. Chi tiết doanh thu thì hệ thống sẽ liệt kê ra toàn bộ các cái đơn hàng đã bán, ai là người bán cho bàn nào, giá trị bao nhiêu tiền, khách nợ hay không. Báo cáo chiết khấu đơn hàng là giúp chủ nhà hàng kiểm soát là xem có cái đơn hàng nào được nhân viên chiết khấu không. Được nhân viên chiết khấu không, bởi vì nhân viên họ rất là hay chiết khấu mà không có sự kiểm soát. Thì với tính năng này giúp chủ nhà hàng có thể kiểm soát, tại sao em lại chiết khấu cho cái bàn này lần này. Tức là họ sẽ tra cứu lại được các thông tin rất là dễ. Phương thức thanh toán, ví dụ như khi một nhà hàng sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau, phương thức quẹt thẻ hay phương thức tiền mặt hay ghi nợ, thì phần mềm sẽ liệt kê là cái đơn hàng nào được bán cho ai, phương thức thanh toán là gì và còn nợ bao nhiêu, là rất là chi tiết ở đây. Tương tự chúng ta có thể theo doanh thu, xem doanh thu theo khách hàng này, doanh thu theo nhân viên này, doanh thu theo chi nhánh này, nếu mà chúng ta có nhiều cơ sở này. Chúng ta có thể liệt kê chi tiết là những cái mặt hàng được bán ra trong ngày hôm nay. Cái này cũng rất là quan trọng đối với nhà hàng. Nhà hàng thông thường họ sẽ kiểm soát vào cuối ngày. Cuối ngày họ sẽ in ra một cái bảng ngày hôm nay bán được những món gì, bán được bao nhiêu chai bia, tất cả mọi thứ là họ sẽ xem bằng cái báo cáo này. Hàng hóa bán ra chi tiết thì nó liệt kê chi tiết hơn. Nghĩa là chi tiết là từng mặt hàng bán ra trong đơn hàng nào, bán ra ở bàn nào, ai là người bán, khách ăn là ai. Thống kê hàng bán theo nhân viên cũng tương tự như vậy, là nhân viên nào bán món gì. Hàng bán theo khách là khách nào ăn món gì. Ví dụ đây anh Minh thì ăn rau muống xào tỏi và uống bia Tiger. Thì tra cứu lại lịch sử rất là chi tiết. Và sau này chỉ cần gặp mặt khách, chỉ cần khách đến, đọc số điện thoại là đã biết ngay ông này thích ăn món gì rồi. Tổng kết cuối ngày, đây là cái mà dành cho nhân viên thu ngân sẽ in ra một cái bill tổng kết tình hình hoạt động của mình. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu đơn hàng, bán được bao nhiêu đồ uống, bán được bao nhiêu phở. Hệ thống sẽ liệt kê chi tiết và đến cuối ngày nhân viên thu ngân chỉ cần in ra cái bill này thì là báo cáo cho chủ nhà hàng biết là xong. Mặc dù khi sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng 365 thì chủ nhà hàng gần như không cần đến cái này, nhưng về mặt vật lý phần mềm vẫn cho phép in ra. Tổng kết giao ca rồi thống kê hàng bán theo từng khu vực bếp. Ví dụ như thống kê xem bếp lẩu hôm nay chế biến bao nhiêu nồi, thống kê xem quầy ba hôm nay đã cấp đi bao nhiêu chai bia. Đó là báo cáo bán hàng. Tương tự với những cái báo cáo khác, báo cáo kho hàng thì cho chúng ta biết được là tồn kho của từng hàng hóa, từng nguyên vật liệu ở bên trong hệ thống là bao nhiêu. Báo cáo kết quả kinh doanh là chúng ta có thể theo dõi được luôn lợi, chúng ta có thể thống kê lợi nhuận theo hàng bán này, lợi nhuận theo đơn hàng này. Phần lợi nhuận này phần mềm cũng liệt kê rất là chi tiết cho chủ nhà hàng biết là cái tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu so với cái giá vốn. Hoặc là thống kê luôn cả cái kết quả kinh doanh tổng thể của nhà hàng. Vậy thì cái chi nhánh của mình hoạt động, ví dụ ở đây mình có một chi nhánh Hà Nội hoạt động, thì tổng lợi nhuận của mình là 21.000.
hoạt động từ sáng đến giờ, chúng ta đang lợi nhuận 21.000, chủ nhà hàng có thể nắm bắt được ngay tình hình. Thì đó là những cái cơ bản nhất của phần mềm.